Thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh, địa điểm sẽ diễn ra lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ vào sáng mai 19 tháng 5 năm 2024. Hiện nay thì ban tổ chức buổi lễ đang tiến hành tổng duyệt chương trình lễ. Tượng đài Bác Hồ là công trình quan trọng nhất thuộc dự án đầu tư xây dựng thành phố Phú Quốc. Quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ được xây dựng với quy mô 7,45 ha tại khu vực quy hoạch xây dựng khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ, cảng biển hành khách quốc tế, khu hành chính tập trung mới của thành phố Phú Quốc, nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí của người dân trên đảo Phú Quốc, và đây cũng là nơi thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tham quan. Quy mô công trình bao gồm tượng đài Bác Hồ với chiều cao thân tượng 18 m, chất liệu hợp kim đồng, đế tượng cao 0,3 m, bệ tượng chất liệu đá tự nhiên cao 2,4 m, phù điêu, kết cấu phù điêu có hai mặt trước và sau được chạm nổi phù điêu, hệ thống kết cấu bê tông cốt thép, bề mặt neo đá tự nhiên, chiều dài phù điêu 63 m. Mặt phía trước gồm các địa danh, danh lam thắng cảnh từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam. Mặt phía sau gồm các địa danh gắn với việc khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam từ mũi Sa Dĩ, Quảng Ninh đến đảo Thổ Châu. Tượng đài Bác Hồ và phù điêu được đặt tại quảng trường trung tâm Phú Quốc, nối liền với cảng biển hành khách quốc tế Phú Quốc tại sân bay Phú Quốc cũ. Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2024. Và khánh thành tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhằm thể hiện sự tưởng nhớ và tri ân của Đảng bộ, quân và dân Kiên Giang đối với công ơn to lớn của Bác Hồ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước gắn với việc tăng cường thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Có thể nói công tác tập dượt và ráp lại của các bộ phận trong những ngày qua thì nó đã rất là chu đáo và trách nhiệm, cho nên hôm nay sau khi ráp lại để tổng duyệt thì chúng tôi thấy chương trình diễn ra đúng theo kế hoạch. Sau khi tổng duyệt tất cả các chương trình thì chúng tôi thấy công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã sẵn sàng để khai mạc vào sáng ngày mai. Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu theo dõi các nghi thức diễn ra tại buổi lễ. Mở đầu chương trình nghệ thuật sân khấu hóa chào mừng lễ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ khánh thành tượng đài tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang thực hiện. Chương trình mang chủ đề Kiên Giang niềm vui đón Bác, gồm các tiết mục hát múa dấu chân phía trước do ca sĩ nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm trình bày, giọng cổ Hương Sen nhớ Bác do nghệ sĩ Kim Phụng, nghệ sĩ Bích Trâm biểu diễn, hát múa miền Nam nhớ mãi ơn người do ca sĩ nghệ sĩ ưu tú Dân Khánh cùng nhóm múa trình bày, và tiết mục hát múa Kiên Giang niềm vui đón Bác gồm hai bài hát Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Kiên Giang đón Bác do nghệ sĩ ưu tú Hồ Thanh Danh cùng các diễn viên hát múa biểu diễn. Tiếp theo chương trình lễ khánh thành, nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo quá trình xây dựng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang trình bày phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong xây dựng công trình tượng đài Bác Hồ. Nghi thức khánh thành gồm cắt băng khánh thành công trình tượng đài Bác Hồ và trồng cây lưu niệm ở hai bên sân lễ đài, dân hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, vào sáng ngày 17 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung, trưởng ban tổ chức lễ khánh thành, chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ. Đến nay, các công tác chuẩn bị đã được triển khai hoàn tất theo đúng kế hoạch đề ra. Đã xây dựng hoàn chỉnh kịch bản chi tiết điều hành lễ khánh thành, lên phương án bố trí phương tiện đưa đón, bố trí nơi an nghỉ cho đại biểu Trung ương và các tỉnh, thành phố về dự lễ, tổ chức dàn dựng và luyện tập các tiết mục văn nghệ của chương trình nghệ thuật sân khấu hóa chào mừng lễ khánh thành, thiết kế phong lễ khánh thành và trang trí khu sân lễ, lắp đặt nhà bạc. Cùng với đó, ban tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ và 1.000 khẩu hiệu pano áp phích khu vực tổ chức lễ khánh thành và trên địa bàn thành phố Phú Quốc, phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức tập huấn công tác thuyết minh phục vụ cho lễ khánh thành, tổ chức trưng bày triển lãm ảnh Phú Quốc xưa và nay. Các công tác chuẩn bị khác về hậu cần, lễ tân khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, y tế cũng đang được các sở ngành phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc tập trung thực hiện theo sự chỉ đạo của ban tổ chức lễ khánh thành tỉnh.
Nhân dịp lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, sáng nay, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc, chỉ huy các lực lượng vũ trang do đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tổ chức lễ dân hương, dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ và đền thờ liệt sĩ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, chương trình lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2024, nhưng đúng vào ngày kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình KG1, trên kênh phát thanh tần số 99,4 MHz và các hạ tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Ngoài ra thì chương trình còn được truyền hình trực tiếp trên hơn 30 đài phát thanh và truyền hình trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.